Rồi, cảm ơn bà nhá. Sau ai cho gì nên cảm ơn bà nhá. Để phước cho con cháu. Đó, đó là một trong những cái video được cắt ra và lan truyền trên mạng xã hội trong những ngày gần đây rất là nhiều về cái hành động mà làm từ thiện, mà cái kiểu mà như là bố thí người ta vậy, và cái kiểu mà cơm mà phát mà phân biệt là mình bụi đời không phát nè, sống tay không phát và đeo vàng không phát, mặt cũng không phát luôn. Thì đó là một số cái rất là bức xúc trong những cái video clip từ kênh của Tướng Dương, cụ thể là kênh Sài Gòn Ngày Nay. Có thể thấy là trong một hai ngày gần đây á, thì cái thông tin về kênh chuyên về làm từ thiện mà có cái thái độ gọi là rất là trịch thượng và cái từ chối phát cơm với nhiều cái lý do hết sức là kỳ quặc và gây phẫn nộ trên mạng xã hội. Và có thể thấy là trên Facebook và trên TikTok liên tục xuất hiện những cái đoạn video phát cơm từ thiện với cái thái độ của cái người cho vô cùng phản cảm. Theo đó thì những cái đoạn clip này ghi lại cảnh người từ thiện cầm loa và yêu cầu một cái số người phải bước ra khỏi hàng và từ chối phát cơm. Nguyên nhân từ chối là có rất là nhiều, từ cái việc bụi đời nè, mập mà, cho đến cái việc xin móng tay. Điển hình như là câu nói là tại sao chị xin móng tay mà chị lại đi nhận cơm từ thiện. Thì đó là những cái câu hỏi rất là vô lý và kỳ hoặc. Không hiểu tại sao là hỏi như vậy. Và rất là nhiều ý kiến cho rằng là cái của cho không bằng cách cho. Tức là các bạn cho người ta, không biết các bạn cho nhiều đến mức độ nào, nhưng mà cái cách cho rất là quan trọng. Trong không phải là các bạn có nắm một số tiền trong tay, các bạn muốn cho cái gì thì cho, muốn cho bằng cách nào thì các bạn cho. Thực sự mà nói, đó lúc đầu mình đưa các bạn coi một clip chỉ là một trong số đó thôi. Có nhiều cái clip mình cảm thấy là nhận cái hộp cơm ăn 3 ngày không trôi nổi luôn các bạn. Các bạn thấy không? Ăn 3 ngày không trôi nổi cái hộp cơm đó. Vì nó rất là, nghe nó rất là xúc phạm luôn á, không phải thường đâu các bạn đó. Và những cái hộp cơm mà chỉ camera vô mặt người ta mà nói này nói nọ đó, thì mục đích chính của cái việc này chỉ là câu view thôi đó. Thì các bạn biết là làm cái này thì nhờ câu view, và cái kênh này thường theo quan sát của mình là câu view và dịch tiếp. Từ thiện thì cũng có từ thiện đó, và mình và mọi người cũng ghi nhận cái việc mà anh làm từ thiện đó. Tuy nhiên thì cái việc này rất là phản cảm và không thể chấp nhận được đó. Không phải là có tiền muốn làm gì làm. Thì được biết thì đối với những người làm YouTube của mình thì tiền làm từ thiện đó thực chất là được các mạnh thường quân họ quyên góp, họ cho, họ tặng, và tiền từ YouTube kiếm từ cái lượt view. Khi mà các bạn, các anh chị xem thì người chủ đó thì được nhận được cái khoản tiền từ những cái lượt view đó. Vì thế cái chuyện mà quay để up lên YouTube trong cái việc làm từ thiện thì hoàn toàn có thể gọi là chấp nhận. Vì từ thiện là từ thiện, nhưng mà từ thiện cũng phải có tiền để làm từ thiện. Và tiền ở đâu ra? Khi mà chúng ta không có những hoạt động gì ra tiền thì tiền đâu chúng ta làm từ thiện. Và về cái việc mà ăn video này kia có thể là hơi dịch tiết nhẹ một chút để có thể là có được những lượt view để kiếm ra tiền, để thiết là dùng cái tiền đó để trang trải cuộc sống cá nhân của cái người đó. Và hai nữa, nếu mà dư giả thì có thể dùng số tiền đó để đi làm từ thiện. Thì trường hợp của Tướng Dương là vậy. Anh làm từ thiện từ tiền làm YouTube của anh, và đương nhiên tiền từ Mạnh Thường Quân đã gửi cho anh, đã được gửi ủng hộ cho anh, thì anh dùng cái tiền đó để làm từ thiện. Tuy nhiên thì cách làm từ thiện này không biết tích được bao nhiêu phước đức, mà mình thấy nói những cái câu rất là thất đức. Nhất là cái đội ngũ ekip của anh nữa, không phải là một mình anh Tướng Dương đâu, còn cái đội ngũ ekip. Nhưng nếu như anh Tướng Dương gọi là quạo một thì cái đội ekip của anh có thể gọi là quạo 10 luôn. Họ rất là quạo, không biết quạo cái chuyện gì nữa. Người ta cảm ơn cũng chửi, mà không cảm ơn cũng bị chửi, không hiểu tại sao. Và đó, các bạn khi vào, hiện tại thì mình nghĩ là không vào trang nào, các bạn lướt trên TikTok, lướt trên Facebook thì mình nghĩ là những cái clip của cái Tướng Dương Sài Gòn Ngày Nay này nó rất là nhiều luôn. Và rất nhiều cái rất là phản cảm, như là cái chuyện mà cái ông già lớn tuổi mà cỡ là khoảng ba hoặc là ông nội của Tướng Dương đó, mà kêu là thanh niên đó, một cái từ rất là không có tôn trọng người khác đó. Mà người ta đã nói là người ta lấy cơm giùm, cái việc mà lấy cơm giùm thì nó là cái chuyện bình thường. Tuy nhiên mình không cho thì mình có nói, thì nói là lần sau anh chú hay là cái khi kêu cô lấy đi chứ không có lấy giùm được.
người ta nói vậy có chết chóc ai đâu, nhưng mà không nói như vậy mà phải nói kiểu mà sốc láo, kiểu mà sốc người ta. Mà nhìn cái chú đó là cũng ăn mặc rất là bình dị, rất là bình thường, không phải là người sang trọng gì, mà nói cái câu đó mình cảm thấy là rất là không được. Và cái clip đầu tiên là các bạn thấy không, cái bà đó là đáng tuổi, rồi là bà luôn, đáng tuổi bà của cái anh Tướng Dương này, nhưng mà ảnh lại gọi là dạy đời đó, dạy đời, nói những cái từ rất là hỗn xược. Rất là nhiều người comment comment đó, nói là cái hộp cơm đó nếu mà nói ngay mặt những cái người đó, người ta nóng, người ta cầm cái hộp cơm người ta đập vô mặt là hỏi tại sao xui ha. Nó rất là tức, không phải là nhiều cái mình tức mình cái nói, có thể nói là mất dạy luôn. Và sau đó cái hôm ngày hôm nay các bạn biết là làm cái clip xin lỗi này nọ, tức cái đó là quá muộn rồi đó. Cái kênh này các bạn thấy là tại vì mình cảm thấy là nhiều người nói quá nên anh này mới làm thôi, làm cái lời xin lỗi cho có. Là còn cái chuyện mà nếu mà ít người nói á, mình nghĩ là anh cũng bỏ qua luôn, anh không có làm clip xin lỗi gì. Cái kênh này rất là có thể nói là lão luôn, phải nói là như vậy, không có tôn trọng người khác. Chỉ là khi số nhiều nói quá nhiều đó, thì mới bắt đầu có động thái thôi. Vì cái kênh này á, vì sao lại là gọi là mạnh bạo như vậy, vì đó là một trong những cái kênh làm về Sài Gòn khá là sớm và có cái lượt subscribe rất là lớn, và số người theo dõi cũng rất là lớn, và số người ủng hộ cũng rất là lớn luôn. Vì thế là họ có một cái tiềm lực rất là lớn, và chủ kênh này cũng có một kinh tế nó ổn định so với tất cả những người làm YouTube. Trước khi làm YouTube thì anh này đã có một cái cuộc sống gọi là kinh doanh khá là ổn định rồi, cái này là làm thêm thôi đó. Và hiện tại thì cái thu nhập của kênh này cũng khá là lớn, vì thế nó cũng thể coi là một công việc chính luôn đó. Vì thế là với một cái tiềm lực đã mạnh sẵn, đã ăn to nói lớn từ sẵn trước đó, tới hiện tại lại YouTube lại thêm một cái khoản cho anh nữa, là anh lại càng tiếp tục ăn to nói lớn nữa. Vì thế là anh không coi những người này ra gì cả đó, anh muốn nói gì anh nói, muốn làm gì anh làm, thì kênh của anh, tiền của anh là từ thiện của anh mà, anh muốn làm gì anh làm. Thì đó là một trong số những nguyên nhân tại sao cái kênh này lại có một cái thái độ gọi là bất cần đến như vậy. Và khi mà các bạn xem những cái clip đó, khi các bạn đọc những comment thì rất là nhiều người sau khi xem cái đoạn clip này đã không có bức xúc và cho rằng của cho không bằng cách cho, như lúc đầu mình đã nói với tất cả các bạn với chị ha. Câu nói của thanh niên trong clip không chỉ động vào lòng tự ái của người đi nhận cơm từ thiện mà còn khiến người ta xem rất là bức xúc. Thật sự mình mới đọc tin thôi, mình chưa xem clip nha, là mình đã thấy tức rồi. Khi mà mình xem những cái clip đó mình còn tức hơn nữa. Các bạn tức tới mức độ nào? Thật sự là giống như một số bạn comment đó là cho cơm mình, kiểu đó mình đập cái hộp cơm vô mặt. Nói thì nghe rất là mất dạy nhưng mà thật sự là tức đến mức độ như vậy đó các bạn. Và sau khi những cái đoạn nó được tung lên mạng thì nhanh chóng thì cái tên của chủ kênh đã lộ ra. Đó, sau khi mà tìm hiểu từ những cái báo chí phóng viên á, thì thanh niên trong clip là Tướng Dương, YouTube kênh chủ kênh của YouTube Sài Gòn ngày nay. Gần đây thì những cái video của anh đó đăng chủ yếu là việc làm từ thiện nè, và các hoạt động thiện nguyện. Tuy nhiên á, thì thay vì chọn cái cách gọi gửi những cái thông điệp tích cực đến cộng đồng, thì kênh YouTube này lại đánh vào những cái nội dung phản cảm trực tiếp, và cố tình làm clip có kịch tính bằng những cái câu nói cực kỳ là phản cảm, như là cái video đầu tiên mình gửi cho các bạn ha. Đoạn video tiêu đề trực tiếp như là kẻ lười biếng chọn ngang giành miếng ăn, thì cái việc này mà đánh giá người ta lười biếng, người ta giàu có, người ta không biết lao động này kia, chỉ qua một cái ánh nhìn đi, thì thực sự nó hơi là gọi là hơi là độc đoán. Nó không có cái gì gọi là một cái xác thực cả, chỉ nhìn cái đón đại. Nhìn tôi nhìn vậy vậy là như vậy là không được. Và hơn nữa là từ thiện là cho tất cả mọi người, ví dụ một số trường hợp người ta thực sự là người ta không có nghèo đi, nhưng mà bữa đó người ta có thể là có đủ ăn đủ mặc, tuy nhiên thì bữa đó người ta bận quá, nhà ta bị cách ly hay là người ta không thể đi ra ngoài được, thì gần đó có thì người ta xin một hộp cơm là chuyện bình thường đó, là chuyện bình thường đó đó. Người ta bận, người ta không có đi nấu cơm, hoặc là người ta không có đi mua đồ ăn thực phẩm được hay gì đó, người ta bận người ta xin một hộp cơm thì cũng được thôi, chứ không có gì hết. Mà cái này là làm quá, mà sỉ nhục người ta cho một hộp cơm mà tặng thêm một kèm một lời sỉ nhục dạ đời nữa, thì thực sự ăn cái hộp cơm nó rất là nhục luôn. Hơn là cái ông này ông khôn là ông nói ngay mấy cái người mà lớn tuổi đó, họ lớn tuổi nên họ không có nóng nảy, gặp mà người những người mà nóng nảy mà thanh niên mà nói kiểu đó nó muốn cho chết.
Và khi mà cái cộng đồng chúng ta lên án một cách mạnh mẽ vì đăng, thì lúc này Tuấn Dương đã đăng cái lời giải thích thế này: cái cô mà vào không phải, cái cô này vào không phải để lấy cơm mà ý định là móc túi anh đằng trước. Sau khi hai người này có sự xô xát thì mình đã quan sát được và để ý cô này. Bệnh nhân và những cái người đi nuôi bệnh từ quê lên thì họ rất là thật thà, thẳng thắn và không nghĩ thành phố sẽ có trộm cắp như thế. Khi mà cô lấy cơm thì mình đã tiến đến kiếm một câu chuyện làm quà nhằm để người này phân tâm, không nghĩ đến chuyện mà ăn cắp nữa. Trên cổ cô này thì còn đeo dây chuyền rất là to, không biết là bằng thật hay là bằng giả. Đó, người ta đi xin cơm á, mà anh ngồi anh liếm ái nè, và anh ý ai có tiền, ai vàng, đeo nhiêu tiền trong người, bao nhiêu vàng, bao nhiêu mặc đồ thế nào, đi xe gì, để ý vậy làm chi. Đó, một số trường hợp là đặc biệt người ta cố tình lấy là người ta sẽ lấy một số lượng nhiều đi, số lượng nhiều và lấy liên tục, số lượng nhiều liên tục xin được, thì lúc đó chúng ta mới cần để ý và cần tách những người đó và nói chuyện riêng với những người đó, chứ không phải ai cũng chỉ camera vô mặt người ta và xúc phạm người ta trực tiếp như vậy và đăng tải thẳng lên YouTube cho mọi người vô coi. Cái đó là xâm phạm quyền riêng tư rồi. Ngoài ra thì YouTuber này cũng giải thích thêm là trường hợp gọi người xin cơm là bụi đời, thì Tuấn Dương nói như này là mình biết là dùng cái từ bụi đời có vẻ là động chạm, nhưng ở đây ý mình là đủ những kẻ gian manh, những kẻ khỏe mạnh mà mắt cứ lão lia. Tuy nhiên thì lời giải thích của YouTuber này nó không có được thông cảm và còn dấy lên một cái làn sóng tranh cãi dữ dội, và thậm chí có cả một cái fanpage, một cái nhóm để tẩy chay kênh này luôn. Và nhiều người đặt câu hỏi là vì sao làm từ thiện là phải quay video lên như vậy. Cái câu hỏi này cũng khá là hay, mình sẽ giải thích luôn với các bạn ha. Đây, cái việc mà hành động của Tuấn Dương trong clip là dễ khiến cho người khác có cái nhìn tiêu cực về những cái mạnh thường quân phát cơm từ thiện. Đó, nhưng mà cái chuyện mà đăng lên đó, như mình đã nói lúc đầu á, không biết các bạn còn nhớ không, đó là cái việc mà làm YouTube thế này thì nhờ vào các lượt view của tất cả các bạn, các anh chị đang xem cái video giống như thế này, đang xem như thế này và đang xem cái video của từ thiện như đó, thì những cái lượt view đó sẽ đóng góp một số tiền nhất định vào chủ tài khoản, và vì thế là vì sẽ nên sẵn tiện thì phát cơm từ thiện thì họ sẽ quay những cái đoạn đó lên nhằm chia sẻ. Có thể nói là ở một cái phương diện gọi là tích cực á, thì cái việc này nó mang lại cái lợi ích là nó sẽ lan truyền cái tinh thần yêu thương và giúp mọi người sẽ gọi là chăm làm từ thiện hơn và có cái hứng thú để làm từ thiện hơn. Tuy nhiên thì với cái việc này nó mang lại cái sự phản cảm rất là lớn đối với những người đó mà làm từ thiện, thì đã ảnh hưởng rất là lớn luôn, đã ảnh hưởng tới hình ảnh của những người đó. Và khi mà cái nghĩa cử cao đẹp thành cái nghĩa cử nó rất là tào lao với lao đó, thì đối với mình là như vậy. Và có rất là nhiều người sau khi mà nghe cái lời giải thích của anh Tuấn Dương này thì đã có những cái phản hồi, tức là cho là cái lời giải thích của anh Tuấn Dương là đúng đi ha, thì vì sao anh ta lại đăng những cái nội dung tiêu cực như thế lên YouTube. Ví dụ những cái mà gọi là những cái anh giải thích á, tại sao anh lại không giấu đi và phải đăng tải những cái nó xấu lên YouTube mà mình đăng cả những cái tốt và những cái tốt cho người ta xem. Thì vấn đề như thế này, khi mà các bạn đăng những cái tốt này thì cái tốt người ta ít có quan tâm lắm. Ví dụ hôm nay tôi làm từ thiện chỗ này thì tôi quay từ thiện, quay một shot, một cái buổi từ thiện như thế thì ít người coi. Nhưng mà khi mà trong cái buổi từ thiện đó có xảy ra một sự cố gì đó, ví dụ giống như cái sự cố lần này là những cái người đeo vàng, những người mặc không mình không phát, hoặc là những cái sự cố tương tự như vậy thì sẽ thu hút rất là nhiều lượt xem. Vì chúng ta người Việt Nam chúng ta có một cái tính rất là hiếu kỳ đó, khi mà chúng ta có một cái gì đó nó sẽ ra khác biệt so với những cái buổi khác thì nó sẽ thu hút rất là nhiều lượt xem và kéo theo cái lượt view tăng và sẽ có một cái doanh thu cao hơn. Nhưng mà cái việc mà quay từ thiện mà gọi là dùng chiêu trò để hút view thì mình không có ủng hộ ha. Thì những cái trò khác, ví dụ như Joy hay là những cái trò những video khác mình có thể là dùng dịch tiết này nọ để có thể câu like câu view, nhưng mà dùng từ thiện để và chiêu trò trong từ thiện đó để câu like câu view thì mình cảm thấy nó không được tốt lắm. Đối với cá nhân mình là như vậy, không biết là các bạn nghĩ sao ha. Và tiếp theo có những bình luận như thế này là không tin nổi các YouTuber bây giờ là có thể đem ra những cái chuyện từ thiện để có thể kiếm tiền, và càng xem cái video clip của bạn này thì càng cảm giác chung là những cái người nghèo họ đã nghèo đủ rồi, đừng có cho họ cái cảm giác là đi xin nữa, thì người ta nghèo đã khổ rồi bây giờ cho người ta thêm cảm giác là người ta đi xin nữa thì rất là ác luôn.
Và những nội dung phản cảm như thế này thì đáng bị bỏ khỏi YouTube. Thì rất là nhiều người đã comment như vậy, và hiện tại cũng có rất là nhiều người đã report kênh này và cho những cái dislike rất là cao trong cái kênh Sài Gòn Ngày Nay này. Và đó là tất cả những thông tin và những gì muốn chia sẻ đến mọi người trong cái video này. Video này thì kết thúc nha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi cái video này của mình. Và các bạn nghĩ sao vấn đề này? Mời các bạn để lại bình luận bên dưới phần video để chúng ta cùng thảo luận thêm với nhau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn và các anh chị trong cái video sau.